Xin chào các bác ạ. Hôm nay thì em có một chiếc 7FD25 em giao về Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Chiếc này gật gù tháp cao 4m ạ, 7FD25, lốp kép gật gù số sàn, tháp cao 4m. Em giao về Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho một bác ván bóc gỗ, ván bóc. Rất là ok ạ, máy móc ngon, bảo dưỡng lắp gật gù ok hết, thì hôm nay em bàn giao cho khách hàng. Chiếc này thì sử dụng động cơ 2Z ạ, 2Z của Toyota, dùng rất là khỏe. Các bác có nhu cầu về xe nâng cũ, xe nâng Nhật bãi đã qua sử dụng, cứ alo cho em qua hotline, qua xe trực tiếp tại bãi luôn. Bãi ngoài chiếc này thì còn khoảng gần 100 xe nữa, các bác thoải mái chọn. Cảm ơn các bác theo dõi video.